Bà nhớ nó mà bà cất lại và bà đón về. Có nghĩa là biết là mẹ mẹ không phải là mẹ ruột mẹ đẻ, nhưng mà mình có công nuôi dưỡng nó đúng không? Đúng giờ mình bây giờ biết là nó bỏ nó đi nó không về luôn. Phải nhớ nó lắm hả? Nhớ nơi bà khóc. Nó không thương mình, nó không nhớ mình thì thôi, chứ mắc mới thì mình phải nhớ nó. Rồi bà nuôi cậu đó từ năm bao nhiêu tuổi? 1 tháng hả? 10 tháng. À có nghĩa là lúc mà cậu đấy là mới được có 10 tháng là bà đã xin về bà nuôi rồi. 1 tháng hả? À có nghĩa là lúc đấy là cậu đấy là mới được 1 tháng là bà đã mang về bà nuôi đến giờ luôn. Hey, mến chào quý vị cũng như tất cả các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt ở Hậu Giang các bạn. Thì hôm nay mình được biết về một hoàn cảnh của một bà cụ năm nay nằm một chỗ khoảng 4-5 năm nay rồi các bạn. Trong khi đó thì phải sống nhờ một người em tâm thần. Thì trước kia thì cái nhà này thì nó bằng cái nhà gọi là tranh vách lá. Thì thời gian gần đây thì mới được giúp đỡ lập lại tôn cũng như sửa lại cái nhà các bạn. Thì bà đang làm gì bà? Ăn cơm. Ăn cơm hả? Dạ. À. Ăn cơm hả bà? Kêu kêu ai vào kéo cái quần của bà lên. Là cô đút cơm cho là cho chị ăn hả? Đó là chị cô hả? Chị. Chị à? À. À, 75 tuổi. Không, hai người này không có chồng con từ đó. Cơm giờ. Cơm ăn cơm với món gì đây? Cá kho. Cơm cá kho. Bán no chưa? Ăn 2 muỗng cháo hả? Sao ăn ít vậy? Ăn không nổi rồi cơ. Cô qua đây cô, qua đây ngồi nói chuyện. Cô ngồi kế bên bà này. Ở nhà này là mấy người ở cơ? Hai người ở. Là có hai người này ở trong đây nè, đây người với tôi đi. À, đây là chị, đây là em. Ừ. À. Thế cô này bị tai biến lâu chưa cơ? Lâu rồi. Mấy năm rồi cô? 2-3 năm rồi. 2-3 năm rồi. Ừ. À. À có nghĩa là không có tiền chích thuốc cũng như không có tiền đi bệnh viện hả? À. Rồi bà tên gì? Tiết. Tiết. Hồ thì Tiết. Năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 75 tuổi. À. Rồi có gia đình gì không bà? Không. Có chồng con gì không? Không. Không chồng con luôn. À. Vậy là bị tai biến là mấy năm nay rồi? Mấy năm rồi, mà bóp trên được thằng trai con nuôi. À. À, có nghĩa là trước là có xin một đứa con nuôi và nuôi nó lớn lên rồi nó có gia đình. Rồi bây giờ là nó đi theo vợ rồi nó không về nữa. Ừ. Là nó đi lâu chưa bà? Rồi đi 3 năm. Đi 3 năm từ hồi bà bị tai biến đến giờ là nó đi luôn đến giờ. Ừ, bị tai biến đi luôn đó. À là không về luôn. Không về, không về. Nhưng mà nó biết bà là mẹ 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 nuôi không? Biết. À biết hả? À. Còn cô tên gì? Hồ Thị Sông. Hồ Thị Sông. Ừ. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 66 tuổi hả? Ừ. Không nhớ hả? À, có chồng con gì không? Không. Sao vậy? Ở vậy nuôi bà nè. À, ở vậy nuôi chị đúng không? Ừ. À, tay bà bây giờ bị ấy hết, bị quắp hết rồi này. Teo cơ, teo đồ hết rồi này. Giò bà cũng vậy nè, nè. Tay cũng y chân. À. Đau, đau, đau. Đau, đây cũng vậy nè. À, tay này giờ nó cũng co hết lại rồi. Ừ. Bị tay biến cái nó co lại vậy. À, bị tay biến cái nó co lại luôn. Rồi người ta kéo ra vậy. Bà này thì bố hổm đi dục tả thì mua người chợt nó té. Ồ, cái tay gãy này nó ù lên vậy hả? Nó gãy tay. Nó gãy không đi bó bột hay sao mà để vậy luôn hả? Nó chở đi mà đăng không biết hết. À, có nghĩa là bị nhưng mà nó không hết. Ừ. Rồi ở đây là có hai chị em là đùm bọc lẫn nhau thôi. Nhà này bà con đồ ta cho á. Cái cây này cột làm gì đây? Cột cho bả dính đây nha. À bịm hả? Lúc nào ngồi lên là bịm hả? Ừ. Không ngồi được luôn, chỉ có nằm thôi. Ừ. Vậy là nằm tính cho 4 năm nay rồi cô? Ừ, lỡ hết người rồi hả? Rồi hàng ngày thì ai nấu cơm? Cô nấu cơm à? Tôi nấu cơm không. Cô biết nấu không? Biết.
nấu đỡ đỡ được chứ nấu nhiều thì không được chứ nấu ít được. Nấu ít ít được. Thế cô này cô ăn xong chưa? Đút cho cô ăn xong chưa? Ăn rồi, xong rồi. À, đây xem nấu món gì đây, cô tự nấu luôn hả? À? Đây là sữa. Cá kho. Ồ, hai nồi cá kho cả hả? Vậy vậy cái gì bà? Hôm qua người ta cho tiền mua cá ăn. Phải là hôm qua mới có đồ ăn đúng không? Chứ bình thường không có đồ ăn hả? Thế bình thường ăn mấy cái gì? À, có nghĩa là hôm qua là không có gì ăn hết, xong đó người ta cho cá tiền. Ăn chừng, ai cho cho miếng cá thì ăn miếng cá, thịt thì ăn thịt. À, có nghĩa là ai cho gì ăn đấy. Rồi nhà mình còn đông anh em không? À. Có hai chị em này thôi. Cha mẹ chết hết trơn. Cha mẹ chết trơn rồi, anh chị em cũng không có, có mỗi hai chị em này thôi. Rồi là cô ở vậy, cô không lấy chồng để con nuôi chị. Vậy là cả hai bà đều ấy hả? Đều bệnh cả. À, bà này bà không biết tiền. Có cô biết tiền không? À, cô thì biết tiền mà bà đây không biết tiền. Tôi biết 5.000, 10.000 chứ bác bự là không biết. À, bác bự là không biết, chỉ biết 5.000, 10.000 thôi. Sao ngày xưa cô không lấy chồng? Không. Sao vậy? Lấy chồng mất công. Sao mất công? Mất công người ta quấn cũng vậy. Sao biết người ta quấn, biết đâu người ta thương thì sao? Ta không thương người ta quấn chết. Ai biết đâu được. Hay là tí nữa cô ăn cơm này hay cô này ăn? Tôi. Cô ăn hả? Ừ, bà ăn rồi. Đút cho bà thêm mấy miếng nữa đi. Thôi, nhiêu được rồi, bà ăn có chén à. Bà ăn có chén à. Ăn có chén thôi hả? Ừ. À, rồi tắm giặt thì sao trời? Vậy là cái này là tí nữa là ví dụ như lúc nào tắm giặt là lấy khăn lau thôi vậy? Lấy khăn lau không? Chứ không có đi tắm đúng không? Không, bà ngồi không nổi nữa thì tắm được. À, ngồi không nổi. Còn tôi thì lỡ sao tắm được. À, cô xuống sông tắm luôn. Có lúc nào tắm là mình nhảy xuống sông mình tắm hả? Ừ. À. Lấy cái gì cho bà vậy? Bà gọi lấy cái gì vậy? À, ý là lôi lên để bím vào cái cây. Rồi có đứa con nuôi là nó bỏ nó đi rồi. Bà cưới vợ cho nó cái nó bỏ đi luôn. À, có nghĩa là lúc trước là bà cưới vợ ở đây luôn hả? Ừ. Cưới ở đây xong, cưới xong là nó đưa đi luôn. Ừ. Đến giờ không về luôn. Ừ. Cái bà bị tai biến chứ nó không về, kêu nó không về. À, không về luôn. Giờ còn liên lạc được không? Không. Đến thêm được. Rồi có gửi tiền về không? Không được. Cũng không luôn. Không. Ừ. Vậy là bao nhiêu công nuôi dưỡng giờ do coi như là xong. Đúng bà. Có nhớ nó không? Nhớ con không? Bà nhớ nó mà bà khóc rồi bà à. Nó không về. À. Có nghĩa là biết là mẹ không phải là mẹ rùa mẹ đẻ nhưng mà mình có công nuôi dưỡng nó đúng không? Ừ. Đúng không? Giờ mình bị tai biến là nó bỏ nó đi nó không về luôn. Ừ. Và nhớ nó lắm hả? À. Nhớ nó bà khóc đó. À. Nó không thương mình, nó không nhớ mình thì thôi chứ mắc mớ thì mình phải nhớ nó. À. Rồi bà nuôi cậu đó từ năm bao nhiêu tuổi? Một tháng. Một tháng hả? 10 tháng. À, có nghĩa là lúc mà cậu đấy là mới được có 10 tháng là bà đã xin về bà nuôi rồi. Một tháng hả? À, có nghĩa là lúc đấy là cậu đấy là mới được 1 tháng là bà mang về bà nuôi đến giờ luôn. Xong bắt đầu là giờ nuôi xong là lấy vợ cho nó, xong bắt đầu nó bỏ nó đi luôn. 18 năm trời. Ừ, đi tới giờ không về. Rồi ngày xưa bà làm gì? Bà đi bán cám, bán gạo, có nghĩa là buôn bán để kiếm tiền nuôi con đúng không? Ừ, kiếm tiền nuôi nó. Và là nuôi cô luôn đúng không? Nuôi cả cô luôn, có nghĩa là nuôi hai chị em. Ừ. Nuôi vừa nuôi con mà nuôi em nữa đúng không? Ừ. Xong bây giờ là bị tai biến thì con nó bỏ đi. Tai biến bỏ đi, còn tôi thì ở đây nuôi. À. Bà bán cám, bán gạo ha.
Bà bán cá bán gạo bà có dư dư tiền cái bà đi cứ vợ cho nó cái gì cái nó đi luôn. À cưới vợ xong cái bỏ đi luôn. Là từ lúc bị tai biến đến giờ là không về lần nào luôn à? Không, không về lần nào thôi. À, vậy là bỏ luôn rồi. Ví dụ như thế là không có tiền có bạc thì cũng về thăm tí, đằng nào cũng có cái công dưỡng dục đúng không? Đúng có cho nó ăn học đàng hoàng không? Học tới lớp 10 đó. Học tới lớp 10 mới nghỉ? Vậy. Có cho ăn học đàng hoàng đấy chứ mà sao lại bỏ đi kiểu đó ta? Bỏ đi vậy không? Vậy là cũng không có hiếu cho lắm rồi. Cưới vợ cho luôn đấy chứ đâu phải đơn giản đâu đúng không? Ừ. Phải là bà cưới vợ cho nó luôn đúng không? Ừ. Nó năm nay bao nhiêu tuổi bà? Thằng cu đó đó. Hai mấy? 47. 47 hả? Phải không trời? 47 hả? Cái người con nuôi của bà bao nhiêu tuổi? 47 hả? Ừ, 47. Ô lớn tuổi rồi, sorry nha. Nãy giờ tư tưởng là con tưởng là mới đó còn nhỏ. Con tưởng là chỉ hai mấy tuổi thôi. Lúc mà miền Bắc nữa. À có nghĩa là ra ngoài Bắc lấy vợ ngoài miền Bắc hả? Ừ. Lấy vợ ngoài rồi dẫn về bà này cứ. À con lại cứ tưởng, con chào bà. Con lại cứ tưởng nó còn nhỏ, con nói là nó, con xin lỗi. Thì hóa ra là lớn rồi, con phải gọi bằng chú đúng không? Đúng bà? Ừ. Đúng rồi, con phải gọi bằng chú mới đúng. Con tưởng là nó còn nhỏ chứ. Bà có muốn nhắn gì cho con không? Cho con nuôi của bà không? Bà nếu có rảnh thì về thăm mẹ. Có nhắn không? Chắc giờ có cháu rồi đúng không? Mà cưới vợ chắc lâu rồi đúng không bà? À, cháu rồi. Cưới bao nhiêu năm rồi? Cháu rồi. Dạ, trước rồi. Ủa vậy là chú đấy bỏ đi lâu chưa? Mấy năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? 3 năm. Sao lại 3 năm? Bỏ đi lâu lắm rồi. Vợ ở tháng rồi thì đi. À. Có nuôi bả gì chứ cũng tội nghiệp bả lắm, có thằng cháu nội. Dạ. Còn cháu nội thì mầm Sài Gòn á, lâu lâu gì đó cho luôn chịu. Cháu nội là cháu của cái người con của cái người à, đúng rồi. Con của cái người mà bà cu nuôi đấy đúng không? Ờ, cháu đó, cháu nội đó. À lâu lâu về cho. À, cho nhiều hơn thằng cha. À. Đúng rồi, thằng cháu mới còn cháu có hiếu hơn đúng không? Cháu có hiếu hơn cha. Nãy giờ con tưởng là con nuôi của bà đã còn nhỏ tuổi. Lớn tuổi. Hóa ra là lớn tuổi, 4 mấy tuổi rồi. Vậy là có cháu thì cũng mừng ha bà ha. Có công nuôi dưỡng này, không cha không lo thì mẹ cái cháu nó lo cũng được, cháu nó thương cũng được. Con nghiệp bà dữ lắm, nằm chỗ vậy đó. Dạ. Làm bao nhiêu năm công sức nuôi con nuôi cháu đúng không? Rồi có nhỏ em này nuôi mà nhỏ em này cũng không tính là đi không được nữa rồi. Sao vậy? Hai cái giò lết la luôn. Đi được chứ cũng bớt vậy chứ không được mẻ như một lần. Dạ dạ. Hay bị tai biến là nằm một chỗ cái này thì cũng khổ lắm. Này. Khổ dữ lắm, đồng nghiệp phải dữ lắm. Cái gì bà? Không có tiền ở hả? Không có tiền ăn đó hả? À, có nghĩa là giờ trong nhà không có tiền. Thèm ăn bánh không có bánh để ăn hả? À, con biết rồi. Mỗi lần tôi mạnh tôi cũng cho tiền bà hoài à. Dạ dạ. Từ hồi tôi đau tới giờ không cho tiền chứ không có cho gạo, nghe gạo thì người ta cho. Dạ dạ. Cái chỗ này mưa nó dột hay sao mà phải che bạt lên đây? Không có mưa, không dột. Này thấy che bạt này, che áo mưa. Nó cũng mà nhiễu nước chứ chút để nhiễu ngay chỗ kia. Đây trên này đang nhiễu xuống này, ướt. Ừ. Nhiễu nước chứ hộp gì chứ. Bà ăn cháo chưa? Ăn rồi. Cháo không mấy năm trời á. Vậy là bây giờ là em nuôi chị, em lo cho chị đúng không? Em chăm cho chị. Đúng cũng dạ không. Cái là sao bà? Là sao bà nói con nghe coi. Không có chuyện mà cháu thì cháu xin, con xin. Con xin, cháu xin. Ừ, mà có cháu ngang không mà được cháu đó nó được dữ lắm. Dạ, ý là cũng thương bà cụ đúng không? Ừ, thương dữ lắm, thương bà nội dữ lắm mà được nó cũng đi mà mướn vậy đó. À. Mà cứ vợ, cứ đầu ơn, làm ơn vậy đó, cha có ngó ngàng tới đâu. À. Mẹ cũng vậy, rồi nằm vậy đó rồi trụ nghiệp lắm. Dạ. Bây giờ là người bị lỡ hết rồi hả? Ai vậy? Nhỏ hả? Bây giờ lưng bà cụ bị lở hả cô? Lở nhiều không? Vậy hả? Vậy không sức trà cho bà năm nhỏ có sức rồi. Là nó lụng nó bị lở một mảng ra luôn. Lở thay cái chỗ mà có à, có nghĩa là giống người nó bị cấn xương á.
Nó cân xương xong bắt đầu nó cọ nó đau đúng không bà? Ừ. Cho bà uống sữa đi, lấy sữa cho bà uống. Đút cho bà uống sữa đi. Con đá xuống con chưa lấy sữa, con đá uống. Chịu khó uống vào không có là nó ốm đó. Phải ăn nhiều vào. Là sao là mình có đi bệnh viện không bà? Có nghĩa là mấy năm nay là không có tiền đi bệnh viện luôn. Có nghĩa là nằm ở nhà chịu trận mà thôi. À, vậy là đi cũng không có ai nuôi luôn. Em dâu á rồi trời nuôi thì cũng dài ba bữa từ dâu nhà em dâu đó nuôi được hai bữa. À có nghĩa là giờ ví dụ cũng không có tiền đi bệnh viện mà đi bệnh viện cũng không có ai chăm đúng không? Ừ. Rồi rồi bà cụ đây với bà cụ đây có tiền tiền trợ cấp của nhà nước không? Bên bà cụ này đó hả? Dạ. Thì nuôi bà đó đó tháng được 500. À cái bà cụ này được không? Bà cụ đó thì được 1,2 triệu thì bà cụ đó về đưa lại cho bà này 500 nặng nuôi bà đó. À gọi là tiền tiền công công nuôi đúng không? Tiền công nuôi đó. À mà nhà không biết tiền nữa. Không biết tiền. Có không biết tiền này lấy làm gì, đưa làm gì? Lúc nào mua đồ ăn thì nhờ ai mua cho? Hả? Mượn. Thì bà đâu có biết xài đâu, bà đưa cho bà cụ mua đồ ăn thức uống cho. Giờ còn tiền không? Không. Bây giờ không có đồng nào. Không có đồng nào luôn á hả? Không. Đau không ngờ uống thuốc hết rồi. Không có đồng nào thì làm sao lấy tiền đâu mua đồ ăn? Người ta cho không? À người ta cho hả? Ừ. Có nghĩa là bên bên hàng xóm láng giềng có gì thì cho ăn cái đó. Dạ dạ. Cho đồ ăn rồi vậy mỗi lần thì còn có tiền cho chứ. Ví dụ mình ăn cơm ăn nước có gì ngon ngon thì mình còn cho được miếng đúng không? Khổ ha. Khổ lắm, lưng lỡ vậy rồi lòng đi làm sao trời. Giờ không có thuốc sức luôn hả? Có thuốc còn sức. Có mua thuốc thì sức năm nhỏ. Quay dùng cái lưng cho con xem thế nào. Đâu có được bát nào đâu mà. Cái quay cái lưng bị lở chỗ nào đó con xem. Kéo nhẹ nhẹ thôi cô. À, nó bị lở, nó lở hết cả cái lưng luôn này. Lở nhóc chân đây. Có nghĩa là nó bị hết chỗ nào đến chỗ kia đúng không? Rồi rồi được rồi con. Rồi cái bị chút huyết thì nó bớt bớt cái dưới. À nó bớt bớt rồi đúng không? Rồi nó có đau không bà? Đau lắm hả? Không có tiền. Dạ. Nằm qua nằm lại không được. À nó đau quá nên nằm qua lăn lại không được. Chỉ có nằm thôi. Tay chân bây giờ càng ngày nó càng teo càng quắt lại rồi. Không, cái này phải nói chung là phải có tiền rồi bắt đầu đi bệnh viện rồi bắt đầu phải được chăm sóc tốt thì may ra mới khỏi được. Tôi sinh sống tôi bằng sáng rồi tôi còn tập như trời đó chú. Tập dữ lắm. Cái bóng điện này đâu ta? Đây đây đây. Ừ, đúng rồi đúng rồi. Thế bây giờ bà có muốn ăn cái gì không? Thì có muốn ăn thôi mà không có tiền. Hả? À, bà muốn ăn cái gì? Cháo hoa. Ăn gì bà? Muốn ăn bánh trái gì đấy. Muốn ăn bánh bò. Muốn ăn bánh trái hả? Muốn ăn bánh bò. Thèm thèm cái gì không? Thèm, bà nói bà thèm mà không có tiền mua. À, với có thịt cá ăn là được rồi hả? Bà này cho ăn á thì bà cho ăn dính ăn không đủ, bà ăn không đủ đâu cũng không vừa ăn đó chú. À. Bà này phải cho ăn nhiều nhiều, nãy còn thấy ăn có tí cơm, lấy tí cơm nó đút cho bà ăn thêm miếng nữa đi. Chứ không đói bụng. Con nghĩ ăn rồi. Chứ khó ăn đi rồi lát con biếu cho ít tiền nha. Ừ, bà nghĩ ăn rồi. Con nghĩ ăn rồi. Ăn thêm miếng nữa đi. Ăn cháo. Vậy là ngày có hai bữa nhậu hả? À có nghĩa là no rồi đó. À phải chịu khó ăn vô ha. Ăn vô thì nó mới khỏe được. Dạ dạ. Ở đây hai bà cụ này đâu ai biết số, có số điện thoại đâu đúng không? Cô có số điện thoại không? Cô cho cái số điện thoại cô được không? Cô là chị em dâu à? À thế tại giờ hai cô này giờ có hai cô, thứ nhất một cô thì nằm một chỗ. Một cô thì bị khờ cho nên là cũng không có số điện thoại. Cô cho con số điện thoại đi. 03 655
37 127. Cô tên gì cô? Cô Biển. À, nếu mà muốn giúp đỡ cho hai bà cụ này thì gọi điện cho cô Biển ha, theo cái số điện thoại đó ha. Là địa chỉ ở đây là bao nhiêu cô? Ấp gì? Ấp Phú Chí, xã Phú Tân, huyện Huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. À, thì bây giờ mình cho cái số điện thoại cũng như cái địa chỉ đó, thì nếu mà các cô chú các anh chị muốn giúp đỡ cho hai bà cụ này thì có thể liên hệ trực tiếp với cô Biển ha. Rồi sẽ giúp đỡ cho hai cô để có chút tiền ăn, tiền uống hay là tiền mua thuốc, mua men thôi các bạn. Đây là cái phía đường sau, không có một cái gì hết. Hôm nay con tới thăm hai bà. Thì để con về con chia sẻ, nếu mà các cô chú giúp cho đỡ cho bà thì sẽ gọi điện cho bà ha. Đây, cũng có tí quà biếu cho hai bà để hai bà mua thức ăn nha. Mua gì bà? Cháu quẩy nhờ cho. À cháu quẩy hả? Bà nói mua bánh bò, bánh cháu quẩy bà không được. Còn thằng cháu không mua. Ý là bà muốn mua cái gì mà không có tiền? Không có, bà nói mà anh bánh cháu quẩy bà không được, đúng ha. Dạ dạ. Thôi con thay mặt cô Phương Vũ ha, gửi biếu cho bà 500 mua thức ăn đi, rồi hôm sau nếu mà có ai giúp đỡ thì con xuống con thăm, hoặc là ví dụ sẽ gọi điện trực tiếp để cho cô Biển ha. Cô Biển sẽ đứng ra ví dụ như thế là phụ đưa cho cái bà cầm này, bà cầm được tiền không? 500. Này cô cầm đi. Để đưa mua đồ ăn nha. Mua đồ ăn hoặc mua sữa. Dạ dạ dạ. Bà mà ăn nhiều vô cho khỏe nha. Dạ dạ, thầy ví dụ như có ai giúp thì sẽ gọi điện cho cô Biển. Rồi giúp đỡ cho hai bà để có tiền mua đồ ăn nha, mua thuốc nha. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. À, thôi các bạn ơi, thì như các bạn nhìn thấy thì bây giờ gia đình thì cũng neo đơn. Chị không chồng không con, mấy em cũng không chồng không con, trong cái đó thì bệnh 4 5 năm nằm một chỗ. Còn người em thì cũng bị bệnh cũng khờ khờ cho nên cũng không có, gia đình cũng cực kỳ khó khăn luôn các bạn. Rồi có con nuôi thì bây giờ cũng đi làm ở xa, không có ở đây. Rồi có đứa cháu thì lâu lâu thì cũng về cho được tí chút thôi các bạn. Thì nhìn cuộc sống của bà cũng khá là khó khăn và bệnh tật, nhưng không có tiền để đi bệnh viện luôn các bạn. Nhiều khi còn không có cả cơm ăn nữa. Cho nên nhìn khá là tội. Thì hôm nay mình tới mình chia sẻ cũng như hy vọng rằng nếu mà các cô chú, các anh chị nếu mà muốn thương tình giúp đỡ cho hai bà cụ ấy, thì sẽ gọi điện cho cô Biển và giúp đỡ cho hai chị em chị của cô ấy có tiền để mua thức ăn cũng như mua thuốc ha. Thôi bây giờ mình cũng xin dừng và kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái clip sau nha.